các bạn đang nghe hồi ký Thép Đen của tác giả Đặng Chí Bình, được thực hiện bởi ban biên tập website vietsu.org. Chương 4: Nghiệp dĩ. Tôi về nhà nằm chờ đợi. Hàng ngày tôi vẫn lấy sách vở ra miệt mài xem lại để sang năm bằng mọi giá tôi phải lấy xong phần một tú tài. Tôi đã ăn vỏ chuối 2 năm rồi, chỉ vì sự suy nghĩ của tôi chưa đủ chín chắn, còn ham chơi. Chỉ có những quyết tâm nửa vời, thiếu hẳn ý chí kiên nhẫn, cho nên tôi đã phải trả một giá đích đáng cho sự học vấn của tôi. Tôi nhớ lại những năm tháng trước đây, vì hoàn cảnh cuộc sống, vì đất nước chia đôi, tôi di cư vào miền Nam và gián đoạn việc học hành. Trước kia tôi đã biết nghề kim hoàn từ Hàng Bạc, Hà Nội, vào Nam do gia đình và họ hàng giúp đỡ. Cuối 1956, tôi đã mở hiệu bán vàng bạc Bảo Tín ở chợ Cây Điệp. Khách hàng là quân nhân trong trung tâm huấn luyện Quang Trung và mấy làng người miền Nam quanh vùng. Sau gần một năm, càng ngày cửa tiệm càng phát đạt, dù người chủ tuổi đời chỉ mới 18-19. Bố mẹ và các em tôi ở cùng nhà. Khi ấy, đồng tiền đối với tôi thật dễ dàng. Thỉnh thoảng, một vài người bạn từ Sài Gòn xuống chơi, nói chuyện về các giáo sư, về học hành, về xã hội. Với đầu óc còn quá non dại, tôi nhìn cuộc đời cũng quá đơn giản. Vì thế tôi cũng đi vào cái chung của mọi người là coi thường những gì mình đang có và hướng tìm về những cái mình chưa có. Nghĩa là trong tôi đang dần hình thành những suy nghĩ về cuộc sống của con người trong xã hội. Khi ấy tôi nghĩ thật đơn giản, xã hội và con người mỗi ngày mỗi tiến bộ. Vậy một thanh niên sống trong thời đại đó ít nhất phải có một kiến thức nhất định nào đó để hiểu biết được, ít ra là khái niệm về tất cả lĩnh vực trong thời đại mà mình đang sống. Hãy tạm thời lấy sự học vấn làm ý niệm đo lường. Những năm 50 trước đây, chỉ cần mức độ là trung học đệ nhất cấp là tạm đủ cho kiến thức của một con người. Nhưng thập niên 60 cần phải có tú tài, chứ trung học đệ nhất cấp đã là lạc hậu rồi, không theo kịp đà tiến triển chung của xã hội. Và tới thập niên 70, nếu không đáp ứng được yêu cầu tương đối ấy, người thanh niên sẽ không đủ kiến thức để hiểu biết, dù không cần quán triệt những sự việc xã hội xảy ra chung quanh mình. Vậy bây giờ tôi có tiền để làm gì khi đầu óc tôi còn mơ hồ về chuyện đất nước và thế giới? Hơn nữa, con người được sinh ra trên thế giới này phải ít nhất biết một số nơi danh tiếng của nó, nếu không thì cũng sẽ chỉ sống một cuộc đời tầm thường, thiếu thốn, chưa đủ ý nghĩa của cuộc sống. Từ những suy nghĩ lẩm cẩm ngây thơ trên, tôi quyết định thôi hiệu vàng. Bố mẹ cũng như họ hàng trước đây ca ngợi tôi bao nhiêu, bây giờ trách móc tôi bấy nhiêu. Tôi còn nghĩ rất đơn giản là bây giờ mình còn trẻ, hãy gắng học đã, rồi phải đi đây đó để hiểu biết nhiều về thế giới này. Đến khi nào 30-40 tuổi, lúc đó lại trở về mở hiệu vàng. Vì ít ra mình đã có kinh nghiệm về mở hiệu vàng rồi. Thật là những suy nghĩ ấu trĩ, chuyện đời không đơn giản như suy nghĩ của một cậu thanh niên mới lớn. Sau đó tôi đến ở trại học sinh di cư Phú Thọ, chợ lớn Pavillon Lamothe và tiếp tục đi học. Bao nhiêu kỷ niệm, bạn bè ở trại học sinh này sau 30-10 năm, không biết bây giờ số phận của mỗi người như thế nào. Tôi ngồi nhà học và chờ ông Cẩn mãi, đã 2-3 tháng rồi mà chẳng thấy ông đến. Vì thế tôi không còn tin tưởng mấy về chuyện tình báo ngoại quốc. Tôi nghĩ rằng trong khi chờ đợi, nếu Thủ Đức có trước thì đi Thủ Đức, nghĩa là cái nào có trước tôi sẽ đi cái đó. Cuối 1960, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Thủ Đức và hẹn ngày đi khám sức khỏe. Thôi, dã từ tình báo miền Bắc, tôi sẽ đi theo đường binh nghiệp. Về lĩnh vực này, tôi cũng có một số khả năng. Sau mấy ngày đi khám sức khỏe ở Bệnh viện Cộng Hòa, rồi đến ngày nhập trường, hơn một tuần lễ với bao nhiêu sự việc, người mới, sinh hoạt mới của đời quân ngũ, bỗng một hôm tôi được gọi lên văn phòng chỉ huy. Tôi vừa đi vừa băn khoăn không hiểu có chuyện gì. Khi tôi vừa bước chân vào cửa phòng, tôi giật mình ngạc nhiên. Ông Cẩn đang ngồi ở một chiếc ghế, đăm đăm nhìn tôi. Hôm nay ông mặc quân phục, mang lon đại úy. Chẳng biết ông Cẩn đã chuẩn bị trước với nơi đây như thế nào. Ông dẫn tôi sang một phòng trống. Khi tôi vừa ngồi vào ghế, ông cau có hỏi giật giọng: "Sao Bình lại đi Thủ Đức? Không thể được." Ông lặp đi lặp lại 2-3 lần câu "không thể được". Tôi hơi ngượng ngùng trả lời, vì chờ ông lâu quá. Hơn nữa tôi nghĩ rằng tôi vào Thủ Đức thì cũng là phục vụ dân tộc tổ quốc vậy. Tay ông khoáng lên lia lịa, ông nói một thôi một hồi: "Không thể được, không trẻ con như thế được. Thủ Đức thì hàng trăm người có thể vào, còn việc này không phải ai cũng được.
Bình có biết là từ 4 tháng nay đã bao nhiêu người phải bận rộn về việc này không? Kế hoạch đã đặt xong, nhà cửa đã mướn, mọi việc chuẩn bị đã sẵn sàng. Trên phủ tổng thống đã quyết định có lệnh lấy Bình về bằng bất cứ giá nào. Tôi vô cùng bối rối, lúng túng chẳng biết trả lời thế nào cho xuôi, vì ngay trong thâm tâm tôi cũng ưa đời binh nghiệp. Cuối cùng tôi mạnh bạo nói, thôi hay ông để theo quân đội cũng thế. Ông ta mở mắt to nhìn tôi, vừa như ngạc nhiên về thái độ từ khước của tôi, vừa như bất mãn khó chịu. Cuối cùng mắt ông dịu xuống, ông nói một cách cởi mở. Bình muốn có lo nà, được, nếu Bình muốn về Sài Gòn sẽ có, Bình cũng sẽ là quân đội vậy. Có lẽ lúc ấy ông sợ hỏng kế hoạch, sẽ bẽ mặt với cấp trên nên ông xuống nước hết mình với tôi, và chẳng biết ông Cần có lệnh can thiệp như thế nào. Ngay hôm đó tôi đã phải theo ông về Sài Gòn. Tôi vội vã từ giã mấy người bạn mới với lý do bố sắp chết nên được phép về ngay. Sau này, với những năm tháng đau thương chất chồng, nhiều lúc tôi ngồi nghĩ lại, nếu lúc ấy tôi cương quyết ở lại Thủ Đức, lại chứ nếu quá ác, có lẽ cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai. Sai một ly, đi một dặm, những giai đoạn đầu của cuộc đời ở những chỗ rẽ, nếu chỉ cần xê dịch khác một chút, kết quả sau này sẽ khác nhau một trời một vực. Âu cũng là do nghiệp chướng của đời. Hết chương 4, mời các bạn đón nghe chương 5, huấn luyện tình báo.